test màn con Samsung có tấp tài rất đẹp. Vị trí các bạn, vị trí ở đây, cái đất này các bạn, đất trên kính này, chất mấy đường. Đến mất mấy đường chi tính. Đây nữa này. Nó bị ngoài ánh sáng. Để sáng ngoài. Đất mấy đường chi tính đi à? Ở đây nữa này. Quay đất. Đất đoạn này. Đấy. Đất trên kính này. Chung là con này đứt khá nhiều nhé, con này không cứu được, bạn thấy không? Đôi khi không phải là lúc nào cũng thế, mua máy làm màn về đã làm được ngay, mà nó đứt như thế này là không chịu chết rồi. Cái trường hợp này đứt này. Này, đứt này, đứt hai đường này. Đấy. Đây cũng đứt này. Và đứt rất nhiều đường vậy, không làm gì được nhé. Không phải cứ mua máy làm đèn về là đã ăn được cái bệnh này. Đấy. Rồi, con này bỏ rồi các bạn ạ, con này phải thay màn mới đây. Không cứu được.